Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin tranh chấp nội bộ dẫn đến sự sụp đổ của Putin. Kịch bản có khả năng xảy ra lớn nhất đó là phe đối lập Nga trông chờ vào sự sụp đổ của Putin do tranh chấp nội bộ giữa căng thẳng trong cuộc chiến xâm lược của Nga đưa vào Ukraine với cái chết của hơn 10.000 binh lính Nga. Đây là hình ảnh Alexei Navalny, người thường xuyên lên án Putin tại Nga. Những người bất đồng chính kiến thuộc phe của Alexei Navalny, nhân vật nổi tiếng về chỉ trích Điện Kremlin, cho rằng việc Tổng thống Putin bị lật đổ chỉ là vấn đề về thời gian. Họ đang trông chờ vào sự thay đổi quyền lực thông qua áp lực trong vòng thân cận của ông Putin. Phe đối lập không tin rằng theo sau đó hệ thống cầm quyền hiện tại sẽ tiếp tục được diễn ra. Cũng do cuộc chiến tranh xâm lược của Ukraine, có rất nhiều suy đoán về việc liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể tại vị hay không. Các cuộc khảo sát để tìm hiểu về sự ủng hộ của người dân đang được phân tích chi tiết. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là chúng sẽ có tác động thật ra sao? Và áp lực đối với người Nga cuối cùng đã tăng lên vì cuộc chiến tranh ngày một thêm khốc liệt. Những việc liên quan đến chuyện đang xảy ra ở Ukraine không được phép gọi là chiến tranh, trong khi các nước trên thế giới thì gọi đây là cuộc chiến xâm lược của Nga nhằm vào Ukraine. Phe đối lập của Nga, những người ủng hộ nhà phê bình Điện Kremlin Alexei Navalny cũng đang hy vọng về một cuộc lật đổ ở Moscow do xung đột nội bộ trong phòng thân cận nhất của ông Putin. Giờ đây, đó là kịch bản có khả năng xảy ra nhất. Leonard Wolf, nhà tránh văn phòng lâu năm của Navalny, đã nói như vậy với ban biên tập của đài phát thanh và truyền hình nước Đức ARD. Đây là hình ảnh những cuộc chính biến từ nội bộ đã làm sụp đổ Liên Xô vào năm 1991 đã từng diễn ra và gây ra sự sụp đổ cả các khối nước ở Đông Âu cùng rất nhiều nước khác trên thế giới. Tuy nhiên, ông cảnh báo mơ tưởng của phương Tây về một cuộc biểu tình lớn ở Nga có thể dẫn đến sự thay đổi quyền lực. Sau khi các hình phạt gần đây được siết chặt, nguy cơ bị bắt và mất việc làm là quá lớn đối với nhiều người Nga. Volkov mô tả tình hình này với đài tiếng nói ARD, và sự yên tĩnh trên đường phố chỉ là do Putin cưỡng bức. Hiện tại có một thực tế đang thay đổi thầm lặng phía sau. Ngày càng nhiều người Nga tìm kiếm những thông tin phi chính phủ. Volkov nói tiếp, ý tưởng rằng Putin có thể bị một vài cuộc tuần hành phản đối mạnh mẽ cuốn bay đi là ngây thơ. Sự lật đổ của Putin sẽ đến, nhưng nó sẽ theo một cách khác. Cũng theo lời người thân tín của ông Navalny, có sự bất ổn đáng chú ý trong giới tinh hoa kinh tế và chính trị tại Moscow. Hiện nay, hàng chục ngàn thanh niên và những trí thức của Nga đã lũ lượt rời bỏ nước Nga ra nước ngoài sinh sống. Các kế hoạch quân sự của Putin hóa ra cũng không khả thi, đồng thời nước này đang phải gánh chịu thiệt hại to lớn do các lệnh trừng phạt kinh tế khắp nơi trên thế giới. Hai yếu tố này tạo thêm áp lực lên Putin, sớm muộn gì Putin cũng phải trả giá bằng chính cương vị của ông ta. Tôi rất tin tưởng vào điều đó, và khi Putin văng ra, hệ thống này sẽ không có bất cứ ai kế thừa cả. Volkov đã nói như vậy với đài phát thanh tiếng nói ARD và cho rằng nó sẽ sụp đổ. Đây là hình ảnh Nga trở thành nước bị hứng chịu nhiều thiệt hại, trừng phạt lớn nhất thế giới chỉ trong một thời gian rất ngắn khi đưa quân xâm lược Ukraine. Những bất ổn chính trị được kỳ vọng trong nước không chỉ là nguy cơ mà còn là khả năng có thể xảy ra. Và lý tưởng nhất là nước Nga làm mới lại tất cả, ông nói. Đài LA hỏi liệu Navalny có tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Nga tiếp theo hay không nếu ông được thả sau khi thay đổi quyền lực. Volkov trả lời, tất nhiên rồi, tôi nghĩ anh ấy cũng sẽ có cơ hội rất tốt. Alexei có rất nhiều kỹ năng, anh đã chiến đấu chống tham nhũng trong một thời gian dài, anh đã chiến đấu dai dẳng chống lại sự khác biệt khốn khiếp giữa người giàu và người nghèo ở Nga. Và ngay cả khi là tù nhân của Putin, trong những năm qua, anh đã cho mọi người thấy lòng dũng cảm, sự kiên trì và lời cam kết của anh rằng vì một nước Nga khác, tốt đẹp hơn. Bởi vậy mà giờ đây, Alexei có một điểm bất khả chiến bại. Đó là sự tín nhiệm. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin sau khi hạ được Trịnh Văn Quyết, Trung ương tung tiếp đòn hiểm vào FEC. FEC là công ty tỷ đô. Việc Trung ương xé bỏ lệnh trừng phạt trước đó để bắt giam ông Trịnh Văn Quyết được xem là tiếng súng lệnh cho Bộ Công an tấn công của tập đoàn này. Khi cừu được vỗ béo đủ lớn, đủ ngon thì người ta mới thịt và chúng đưa lên bàn nhậu. Không khó để nhận ra Trung ương đã muốn tấn công mạnh vào FEC. Vì thế họ không chỉ dừng lại ở việc bắt ông Trịnh Văn Quyết mà còn muốn tấn công mạnh và sâu hơn vào tập đoàn này. Việc bắt bớ những nhân vật chủ chốt của FEC, dù bằng ban quản trị của tập đoàn này đã đề cử người thay thế ông Trịnh Văn Quyết, nhưng thực tế cho thấy nội bộ tập đoàn này đang rất bất ổn. Áp lực đến nỗi vào ngày 15 tháng 4 vừa qua, hai thành viên của ban kiểm soát FEC xin từ nhiệm. Tùy tập đoàn FEC đã công bố thông tin về việc nhận được đơn từ nhiệm chức vụ thành viên ban kiểm soát công ty của ông Nguyễn Chí Cương và bà Phan Thị Bích Phượng vì lý do cá nhân, nhưng thực chất đang có áp lực rất lớn, đè nặng đến từng cá nhân của những người có quyền trong tập đoàn này. Lê Đình Hảnh, hai người trong ban thanh tra tập đoàn xin từ nhiệm. Cách đây không lâu, FEC cũng gia hạn thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm nay chậm nhất tới ngày 30 tháng 6 năm 2022. Đồng thời, tập đoàn này ban hành nghị quyết về việc hủy danh sách cổ đông lập ngày 23 tháng 3 để tham dự đại hội hội đồng cổ đông thường niên vào năm 2022. Thực tế, tập đoàn FEC đang phải đối mặt với nhiều khó khăn liên quan đến biến động nhân sự cấp cao. Tại phiên họp thường niên sắp tới, FEC nhiều khả năng sẽ phải bầu bổ sung thành viên của hội đồng quản trị thay thế cho ông Trịnh Văn Quyết và bà Hương Trần Kiều Dung. Vào ngày 14 tháng 4 vừa qua, tập đoàn FEC cũng có văn bản công bố thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, thông tin được FEC công bố bao gồm: xin gia hạn thời gian tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm vào năm 2022 chậm nhất tới ngày 30 tháng 6 năm 2022 và hủy ngày 23 tháng 3 năm 2022 là ngày để thực hiện quyền tham dự họp hội đồng cổ đông thường niên của công ty. Sau khi ông Trịnh Văn Quyết bị bắt thì phía chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã truy đến cùng những hoạt động của FEC. Thực tế, FEC đã nợ thuế quá hạn 90 ngày, nhưng tại sao lúc ông Quyết chưa bị bắt, chính quyền không nhắc, nhưng đến khi ông bị bắt thì lại truy? Được biết, Trịnh Văn Quyết là người đứng đầu và chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho phong tỏa tài khoản ngân hàng trong 2 tuần và cưỡng chế 124,8 tỷ đồng. Đây là hình ảnh ông Trịnh Văn Quyết sau khi bị bắt, cơ quan thuế truy thu thuế đến cùng của tập đoàn FEC. FEC bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản và yêu cầu phong tỏa tài khoản tại 11 ngân hàng từ ngày 30 tháng 3 năm 2022 cho đến ngày 13 tháng 4. Chi cục thuế khu vực thành phố Sầm Sơn, Quảng Xương mới ban hành văn bản mở phong tỏa tài khoản tiền gửi của FEC. Dậu đổ bìm leo, khi Trung ương quyết định tấn công FEC thì các cơ quan công quyền ở tầng thấp hơn cũng đồng loạt tấn công theo. Được biết, chi cục thuế khu vực thành phố Sầm Sơn, Quảng Xương đã ban hành 11 quyết định trong ngày 30 tháng 3 năm 2022 đối với FEC. Đến ngày 15 tháng 4, FEC mới bổ sung thông tin về các quyết định cưỡng chế thu thuế. Theo đó, 11 quyết định của chi cục thuế khu vực thành phố Sầm Sơn, Quảng Xương đều là về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, yêu cầu phong tỏa tài khoản đối với FEC mở tại 11 ngân hàng tại Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Trịnh Văn Quyết. Danh nguyệt nào cũng vậy, hoạt động tốt hay không là do ngân hàng cung cấp vốn hoặc tìm kiếm nguồn vốn trên thị trường chứng khoán. Nguồn vốn dồi dào, công ty hoạt động tốt và từ đó họ đóng thuế đầy đủ. Tuy nhiên, với tình hình hiện nay thì FEC bị bao vây tứ phía. Các ngân hàng cũng siết lại các khoản cho vay với tập đoàn này. Sở thuế thì truy thu không nương tay. Tập đoàn FEC đang trong tình trạng khó khăn hơn bao giờ hết. Lẽ ra với những doanh nghiệp như FEC thì cần phải được chấn chỉnh ngay từ đầu. Tuy nhiên, nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam đã không làm như thế, nên để khi doanh nghiệp quá lớn rồi mới triệt hạ. Hành động này rất nguy hiểm cho nền kinh tế của Việt Nam, vì FEC ngã thì có thể rất nhiều ngân hàng cũng sẽ đổ theo. Đấy mới là điều đáng quan ngại.